rất nhiều những tràng pháo thầy để cổ vũ cho những cầu thủ vào sân thay người của câu lạc bộ Hà Nội và đương nhiên là Quang Hải. Một sự chào đón cũng như là một sự tri ân rất lớn đối với cầu thủ được coi là xuất sắc của bóng đá Hà Nội cũng như là bóng đá Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Vẫn sẽ mong một ngày nào đó Quang Hải sẽ quay trở lại với màu áo của câu lạc bộ Hà Nội. Một ngày chia tay rất cảm xúc. Có lẽ từ trước đến nay chưa có một cầu thủ nào được tri ân như Quang Hải cả. Rõ ràng đây là một những phần thưởng rất xứng đáng dành cho một những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam. Quang Hải, Văn Xuân và Văn Quyết. Khá đẹp, bắt tỷ số là 2-0. Bàn thắng này làm cho chúng ta nhớ tới bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Văn Trường. Cầu thủ U19 của câu lạc bộ Hà Nội đã nâng tỷ số lên 2-1 trong trận chung kết U19 diễn ra vào ngày hôm qua. Rất thú vị, rất thú vị. Sau trận đấu này chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều nói về bàn thắng của Việt Anh để so sánh với bàn thắng của Văn Trường trong trận chung kết ngày hôm qua. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha làm chậm để xem rằng vị trí ghi bàn của Việt Anh liệu có xa bằng vị trí ghi bàn của Văn Trường hay không. Pha bấm bóng rất nhẹ nhàng. Điểm rơi của trái bóng thì không khác gì bàn thắng của Văn Trường cả. Có lẽ ngày hôm qua thì các đàn anh của U19 Hà Nội cũng xem đi xem lại rất nhiều lần bàn thắng của Nguyễn Văn Trường. Và ngày hôm nay thì Bùi Hoàng Việt Anh cũng đã thực hiện một bàn thắng giống có lẽ là tới 99%. Nhưng có lẽ là tính chất của trận đấu thì khác nhau rất nhiều. Một bàn thắng cực kỳ thú vị của Bùi Hoàng Việt Anh. Tỷ số là 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Những bàn thắng kiểu như vừa rồi thực sự là không xuất hiện nhiều trong bóng đá. Nhưng chỉ trong 2 ngày gần đây thôi thì những bàn thắng kiểu như vậy liên tiếp xuất hiện tại bóng đá Việt Nam. Một ở cấp độ U19 và một ở cấp độ cúp quốc gia. Đều là những bàn thắng rất đẹp. Tốc độ của Tuấn Hải. Vẫn là Tuấn Hải rất mạnh mẽ. Tỷ số là 3-0. Tốc độ của Quang Thịnh không thể so được với Tuấn Hải trong pha bóng vừa rồi. Thậm chí thời điểm xuất phát thì Quang Thịnh còn đứng trước Tuấn Hải. Sức mạnh và tốc độ của Tuấn Hải là rất tốt. Bàn thắng thứ hai của Tuấn Hải trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số là 3-0. Lúc này thì các cầu thủ Công an Nhân dân gần như là đã vỡ trận rồi. Một ngày chia tay của Quang Hải, khán đài sân Hà Nội đang rất vui. Một tình huống mà Quang Thịnh đã có ý định be người để cho Đỗ Sĩ Huy băng ra bắt trái bóng đó. Nhưng đó là một quyết định không hợp lý của trung vệ đội tuyển U23 Việt Nam. Tuấn Hải luôn mạnh mẽ khi anh có khoảng trống ở phía trước. Đinh Thanh Bình. Tuấn Hải rất mạnh mẽ, vẫn là Tuấn Hải không được. Tuấn Hải tiếp tục thực hiện một tình huống solo nữa. Rất khó khăn cho những đợt lên bóng của Công an Nhân dân. Thái Quý. Xem bóng đá miễn phí,
tải ngay app OnSport TV